Vâng, chào mừng cô chú bạn đang theo dõi trên kênh Loa Hay TV. Những hình ảnh và cảnh quay trước mắt cô chú bạn mình vẫn thực hiện tại Nhật Bản, và đây là cái căn phòng quen thuộc nơi mình đang sinh sống và làm việc tại thành phố cảng Yokohama. Hai chị em nào lần đầu tiên xem được cái video này mà không biết cách kết nối số Zalo thế điện thoại trực tiếp qua số này tại Việt Nam để được hỗ trợ 24/7. Hiện tại thì bây giờ mình đang sinh sống tại Nhật, mỗi một quốc gia nó có một cái mã vùng khác nhau nhé. Anh chị em mà thay mã vùng 84 thành 81 thì mới kết nối được. Trong video hôm nay mình sẽ quay cho cô chú bạn hàng loạt mẫu kính mắt hiệu Ray-Ban của Italia. Tất cả đều được sản xuất tại Italia và đều được đánh số. Thì mình sẽ quay cận cảnh chi tiết và báo giá về tận Việt Nam cho cô chú bạn tham khảo và mua sắm. Tất cả gồm các size và các màu sắc khác nhau nhé. Thì bây giờ cô chú bạn cùng chờ trong giây lát thì mình sẽ quay cận cảnh chi tiết từng cây và từng số. Cô chú bạn mua hàng thì cứ chụp ảnh lại nhé, chụp ảnh lại từng số, sau đó thì gửi qua số Zalo đang hiển thị trên màn hình cô chú bạn. Tất cả về Việt Nam là cây cao tiền nhất là 3.600.000 đồng, còn đa số là 3.500.000 đồng. Thì cách mua hàng thì cô chú bạn chuyển khoản trước 1 triệu nhé, nhận hàng thanh toán nốt tiền cho nhân viên giao hàng. Thì ngay bây giờ mình sẽ quay cận cảnh chi tiết từng cây và từng số một. Cô chú bạn quan tâm đến cái số nào thì cô chú bạn chụp ảnh nhé. Hiện tại đây là cây đầu tiên, cây số 50. Cái số 50 này thì anh chị em quan sát đây là khử 100% TUV. TUV độc hại của ánh nắng mặt trời, không hại mắt. Đấy, thì bây giờ táp mác giấy tờ đầy đủ, và con này là con chưa sử dụng các chú bạn nhé, hàng mới nguyên hộp, hàng mới nguyên hộp chưa sử dụng. Giá cây này về là 3.600.000 đồng. Cây này thì đổi màu của chú bạn nhé, đây là một cây kính đổi màu rất là hiếm gặp tại Nhật Bản luôn. Khi mà nó đổi màu thì nó hơi đổi ra màu vàng xanh xanh một chút, hơi hơi ngả màu vàng xanh một chút, kiểu như màu dâm. Bình thường thì nó trắng như này. Cây này thì phù hợp cho cô chú bạn đeo cả trời nắng lẫn trời mưa, rất là phù hợp. Giá cây này về là 3.600.000 đồng nhé, 3.600. Mắt cơ trưởng, mắt phi công. Tất cả thì đều được sản xuất tại Italia và hàng khui hộp. Hàng này thì được bán trong tiệm đồ cũ của chú bạn nhé, vì kiểu như người ta mua, người ta được tặng, người ta không dùng đến. Chứ còn những cây kính này mà mua tại hiệu kính thì nó rơi khoảng 5.500.000, 5.800.000 một cây. Cô chú bạn tìm những cây kính mà chưa sử dụng mà bán giá cũ như này là rất tuyệt vời luôn. Giá cây này về là 3.600.000. Cô chú bạn có thể cọc trước 600 nhé, cọc trước 600. Nhận hàng thanh toán nốt tiền cho nhân viên giao hàng. Anh chị em cọc 600 được, mà cọc 1 triệu cũng được, tùy của chú bạn tiện tay. Số 50 của chú bạn nhé, 3.600.000 bao ship tận sân, tận nhà luôn ạ. Khoảng 2 tuần của chú bạn sẽ nhận được hàng nhé, khoảng 15 đến 17 ngày sẽ nhận được hàng. Đấy, kế tiếp thì đây là cây số 51. Cây vừa nãy thì mình chưa đo, lát nữa quên, mình đo lại cho cô chú bạn kích thước nhé. Cái số 51 này thì cũng được khử 100% TUV. Dòng kính hiệu của Ray-Ban nổi tiếng toàn cầu luôn. Táp mác giấy tờ khăn lau đầy đủ. Cái này thì vuông, mắt hơi vuông xanh đen. Mắt hơi vuông xanh đen. Đeo vào trời nắng thì rất là phù hợp cho cô chú bạn lái xe đi biển. Cái này thì cũng được sản xuất tại Italia và cũng trong tình trạng mới nguyên hộp của chú bạn nhé. Nguyên hộp đầy đủ giấy tờ, táp mác, gọng tăm này. Đấy, sản xuất tại Italia. Giờ mình lấy thước mình đo lại cho cô chú bạn nhé. Đo lại cô chú bạn dễ mua sắm. Cây này từ gọng A sang gọng B thì nó là 13.8cm ạ. 13.8cm, đa số là phù hợp với cô chú bạn tại Việt Nam, tại châu Á. Mắt này là 4, chiều cao mắt kính là 4.5cm ạ, 4.5. Giá cây này về tận Việt Nam là 3.500.000 nhé, về tận tay là 3.500.000. Cô chú bạn có thể cọc trước 500, sau đó thì nhận hàng thanh toán nốt cho nhân viên giao hàng. Cách cọc thì chuyển khoản nhé, chuyển khoản tại Việt Nam.
Một số bác lớn tuổi mà không có số tài khoản thì không cần phải cọc cũng được. Cô bác cứ để lại số điện thoại, địa chỉ là được. Vì nhiều bác cứng tuổi nên là chuyển khoản là hơi khó khăn. Mình đo lại cái cây vừa nãy nhé. Cây lúc đầu tiên là cũng 13.7 cm. 13.7 cm. Kính thì nó có dùng sai 5 đến 7 cm vẫn ok. Đó, chiều cao mắt kính này là 5 cm. Cây này cây đổi màu nhé. Cây đổi màu duy nhất. Cô chúng bạn nhanh chân thì chụp ảnh lại màn hình cho nó gửi qua số Zalo. Các bác nào cứng tuổi chút thì không cần phải đặt cọc nhé. Cô bác chỉ cần để lại số điện thoại, địa chỉ, tên người nhận và số mắt kính là được. Đây là cây số 52, cũng khử 100% tiêu UV. Con này thì nó hơi màu nâu trầm một chút, nâu trầm. Nâu trầm và gọng vàng. Mắt cũng mắt phi công, mắt cơ trưởng, rất là dễ đeo. Tầm quan sát rộng. Camera góc rộng của chúng bạn nhé. Đấy, sản xuất tại Italia. Giá về là 3 triệu rưỡi, 3 triệu 500 ngàn đồng. 3 triệu 500 ngàn đồng là giao ship tận nhà nhé. Cái này thì chiều ngang của nó cũng tầm 13.8 cm. Chiều cao mắt kính là 5 cm. Đa số là phù hợp với các gương mặt tại châu Á. Tại vì là kính này sản xuất tại Italia mà kiểu như phục vụ cho thị trường châu Á ấy. Nhưng mà tất cả thế nên là tất cả những anh em sinh sống tại châu Á thì đều có thể đeo được, phù hợp với đa số các gương mặt tại châu Á. Số 52 nhé. Giá về 3 triệu rưỡi. Cô chú anh chị các bạn hoàn toàn có thể chuyển cọc 500 và hoàn toàn có thể nhận hàng thanh toán tiền được. Anh em chị em để lại số và điện thoại, địa chỉ, tên người nhận. Đây là cây số 54. Cây số 54 cũng mắt xanh. Mắt xanh sản xuất tại Italia, mắt xanh đen. Giá về cũng 3 triệu 500 ngàn đồng. Thì cô chú bạn nào thực sự mua nhé thì hãng hãng nhắn tin, không nhiều khi gửi từ bên đây về nó mất rất là nhiều công lao, đến lúc thì về nhà cô chú thì không nhận hàng nên là rất là mất thời gian của cô chú bạn đi ship hàng. Đấy, thì anh chị em nào mà gặp khó khăn trong vấn đề chuyển khoản thì anh em có thể để lại số điện thoại, địa chỉ, tên người nhận. Chiều ngang cái này là 14.5 nhé. Đây là mắt rất là lớn. Chiều cao mắt kính là 5.5. Còn đa số các anh thanh niên trẻ mà tiện tài khoản thì có thể chuyển trước 500 nhé, nhận hàng thanh toán nốt. 3 triệu 500 là giá bao ship về tận tay nhé cô chú bạn. Cô chú bạn quan tâm thì chỉ cần chụp ảnh lại số thôi. Bởi vì sau một lần bóc ra đóng vào thì mình đều đóng đúng theo cái số của nó này. Cây này cũng vậy này. Đấy, số má táp mác giấy tờ đầy đủ, mắt xanh đen. Cây này độc lạ một chút nhé, nó làm giống giống kiểu của Mỹ, tại vì nó có cái thanh rằng này, rằng mắt kính này. Đấy, nó có cái thanh rằng này trông rất giống của Mỹ, rất giống kính của Mỹ ngày xưa. Cái Mỹ thì đa số nó làm kiểu kiểu như vậy, nhưng cây này cũng được sản xuất tại Ý, tại Italia. Giá cây này về cũng 3 triệu 500 ngàn đồng nhé, 3 triệu rưỡi. Cô chúng bạn quan tâm thì chụp ảnh lại màn hình cho nó thì gửi qua số Zalo đang hiển thị trên màn hình của chúng bạn. Chiều ngang mắt kính là 13.8 cm, là mắt này chắc là 5,5, mắt lớn. Đúng rồi, 5,5 cm. Một mắt cơ trưởng, chạy mô tô, chạy ô tô rất là ngầu luôn. Bao ship tận sân 3 triệu 500 ngàn đồng. Cô chú bạn quan tâm thì chụp ảnh lại nhé. Sau đó thì chuyển khoản trước 500. Hoặc cô chú bạn không cần chuyển khoản. Anh chị em nào xem được sớm cái video này và chọn được một mắt ưng ý thì nhanh chóng chụp ảnh lại nhé. Đây là cây số 56. Số 56 đều khử 100% tiêu UV. Và hàng tất cả là hàng chưa qua sử dụng hết như em nhé. Hàng mới. À, cái mắt này rất là lạ luôn. Mắt này rất hiếm, hiếm gặp. Nó hơi kéo dài một chút của các bạn nhé. Đặc biệt thì nó có hai màu. Nó đậm dần lên phía trên. Ở dưới thì nó trắng. Trên thì ngả màu vàng.
Đấy, nó đậm dần lên phía trên. Giá cây này về cũng 3 triệu 500 ngàn đồng nhé, 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi bao ship tận sân ạ. Đều được sản xuất tại Italia và hàng chưa qua sử dụng. Những cây kính này mà của chúng bạn mua hàng mới tại Nhật Bản thì nó khoảng 5 triệu 8. 5 triệu 8 tại Nhật Bản, 6 triệu tại Nhật luôn. Đấy, cái này đo được thì chiều ngang là 14 cm, 14 cm, và mắt này thì là 5.5 à 4.6 cm, 4.6. Cái này thì phù hợp cho các bác cứng cứng tuổi chút, khoảng 45-50 tuổi đeo thì đẹp, phù hợp. Mã số là 56 nhá, mã số 56, giá 3 triệu rưỡi. Đây là cây số 57, cũng khử 100% UV và được sản xuất tại Italia. Rất là nhiều cô chú bạn dặn cái mắt kiểu nó sinh viên một chút, thì đây là một cái mắt kính duy nhất của sinh viên này. Đấy, mắt dạng như hình gọi là bầu dục hoặc là quả trứng, trái trứng, đeo rất là thanh lịch, rất là thanh lịch và quý phái của chú bạn nhé. Cái này nam nữ đều đeo được. À, cũng đều được sản xuất tại Italia. Giá cây này về thì cũng 3 triệu rưỡi nhé, 3 triệu rưỡi. Cô chú bạn nào lần đầu tiên mua hàng thì hoàn toàn có thể để lại số điện thoại, địa chỉ và tên người nhận. Khoảng 2 tuần thì nhân viên sẽ ship hàng về tận nhà. Cô chú bạn kiểm tra hàng và thanh toán cho nhân viên giao hàng. Lưu ý là cô chú bạn nào thực sự mua sắm thì hãng gọi nhé. Tại vì anh em mình xử từ Nhật Bản về nó mất rất là nhiều công và phí ship. Và đóng gói rất là tỉ mỉ và chi tiết. 3 triệu 500 ngàn đồng, mã số là 57. 3 triệu rưỡi. Cô chú bạn có thể cọc trước 500 để nhận chỗ. Hoặc cô chú bạn có thể để lại địa chỉ số điện thoại. Kế tiếp là cây số 58. Cây số 58 cũng mắt phi công, mắt cơ trưởng màu xanh đen. Màu xanh đen rất phù hợp cho cô chú bạn lái xe đi biển vào những ngày hè nắng gắt. Bụi bặm. Đó, cái này thì cũng được sản xuất tại Italia, giá về cũng 3 triệu rưỡi. 3 triệu 500 ngàn đồng là giá về tay nhé, giá đã về tay. Chiều ngang đo được là 13.6 cm, 13.6 cm. Mình đo thế này là cô chú bạn có thể đo sẵn cái kính đang đeo ở nhà mình nhé. Vì hiện tại bây giờ ít nhất là anh chị em có một cái kính ở nhà rồi, anh chị em cứ đo chiều ngang, thấy nó phù hợp với lại mắt này thì có thể nhanh chóng chụp ảnh lại, sau đó gửi qua số Zalo đang hiển thị trên màn hình của chú bạn. Mã số là 58, giá về 3 triệu 500 ngàn đồng. Và đây là cây số 59. Cây số 59, cây này thì size rất là lớn luôn nhé. Cô chú bạn nào cao lớn thì đây là một lựa chọn rất là phù hợp. Cũng mắt cơ trưởng, hàng long lanh lấp lánh và chưa qua sử dụng. Hàng full hộp của chú bạn nhé, full hộp. Chiều ngang này đo được thì mình đoán chắc là 14.5, đúng không? 14.5 cm, 14.3 cm thì đúng hơn. Hai mắt này đo được là 5.5 cm. Đây là cái size kính lớn nhất của cái dòng Ray-Ban. Giá cây này về cũng 3 triệu 500 ngàn đồng. Cô chú bạn quan tâm thì nhanh chóng chụp ảnh lại màn hình, sau đó thì gửi qua số Zalo. Anh chị em cố gắng là chụp thì chụp số nhé, chụp số thì dễ phân biệt, dễ lựa chọn. Chụp số là tiện nhất. Đây cô chú bạn này, đấy, số 56 thì cô chú bạn à, số 59 thì cô chú bạn chụp số 59 nên là gửi qua Zalo. Đấy, nên là vừa nãy là tất cả các dòng kính mà mình đã quay chi tiết cận cảnh và đều được đánh số. Vậy clip này thì mình xin tạm dừng tại đây nhé. Kính chúc cô chú bạn xem video vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân yêu. Anh chị em nào quan tâm đến sản phẩm nào thì cứ chụp ảnh lại, sau đó thì gửi qua số Zalo đang hiển thị trên màn hình cô chú anh chị các bạn. Một lần nữa thì Loa TV xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị em ở những clip tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.